vị đã đến đây để cùng đóng góp tiếng hát của mình trong ngày hôm nay với những bài hát ca ngợi về lính Việt Nam Cộng Hòa và một bài hát nữa sáng tác của nhạc sĩ Nhật Trường là nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, một bài hát Người ở lại Tràng Ly qua tiếng hát của anh Kim Hải. Oh,
ơn tiếng hát của anh Kim Hải. Một bài hát rất là hay, rất là xúc động. Và